tôi là ai? Nhất định trong cuộc đời sẽ có lúc bạn tự hỏi mình là ai, tại sao mình được sinh ra trên cuộc đời này và lý do mình tồn tại là gì. Tôi cũng vậy, thường xuyên hỏi bản thân, đặc biệt khi các sự cố xảy tới. Đã có rất nhiều nhà khoa học, nhà tâm linh và các công trình nghiên cứu về sự phát triển của con người trong suốt nhiều thiên niên kỷ qua, nhưng thực sự vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể giải mã được. Tôi đã xem Thuyết Tiến Hóa của Darwin, hay Sapiens, Luật Sử Về Loài Người của Yuval Noah Harari, hay Hành Trình Về Phương Đông của Nguyên Phong, và còn nhiều nguồn thông tin khác để tìm hiểu. Và rồi tôi dừng lại để nhìn lại mình, quay về bên trong và tự vấn: tổ tông của tôi ở đâu? Gia tộc tôi thế nào? Tôi dành thời gian lắng nghe Đấng Sinh Thành kể về câu chuyện trước khi tôi chào thế giới. Tôi nằm trong kế hoạch của họ. Tôi có trong giấc mơ của mẹ. Tên tôi gắn với câu chuyện tình yêu thời trẻ của bố, và họ đã vất vả nuôi nấng tôi ra sao. Tôi nhìn gần, rồi tôi lại nhìn xa. Trong kinh sách đều có nói về kiếp trước, về tiền duyên, về luật nhân quả, và còn nhiều điều nữa mà khoa học chưa thể giải thích hết. Tôi cũng tự đặt câu hỏi cho mình về lý do vì sao tôi được sinh ra ở Việt Nam, trong gia đình của bố mẹ tôi và ba thiên thần của tôi, vì sao các bạn ấy đến. Tôi không thể đưa ra một lời đáp chắc như đinh đóng cột vì tôi không đủ căn cứ, nhưng tôi biết họ cũng như tôi đến với cuộc đời này là có lý do. Nên trước khi tìm được lý do thì hãy cứ yêu thương và cảm thấy may mắn vì được gặp gỡ. Nhìn vào mắt họ, tôi thấy mình trong đó. Nhìn vào thái độ của họ, tôi cũng thấy mình trong đó. Và họ chính là chiếc gương phản chiếu để tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tôi cũng thử ứng dụng các công cụ trắc nghiệm hiện đại như DISC, MBTI hay cổ xưa hơn là tử vi, tướng số và thậm chí cả tarot của tin để tìm hiểu thêm dữ liệu phân tích. Tính khoa học trong các công cụ đó đều có và kiểm chứng cũng có, nhưng không có công cụ nào là hoàn hảo cả, bởi các công cụ đó cũng do con người tạo ra mà nhân vô thập toàn. Tôi hệ thống hóa các nỗi đau, đóng gói các thành công và thất bại của mình. Tôi đóng gói những phút tỏa sáng đầy hạnh phúc và những phút nhạt nhòa tối tăm để đánh giá năng lực của mình, đưa vào phân tích SWOT, CASH, IKIGAI, khảo sát nhanh với những nhận xét của bạn bè cùng đồng nghiệp. Tôi có thêm một mớ dữ liệu để tham chiếu. Và khi tôi đưa câu hỏi tôi là ai cho bạn gái đầu, bạn ấy nói: con không biết chính xác, nhưng con muốn trở thành người có giá trị. Tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời của cô bé 13 tuổi. Tôi thấy hân hoan. Hành trình tôi đi tìm mình như vậy đó. Thống kê mục tiêu cuộc đời của mình, đi tìm dữ liệu từ bên ngoài, hệ thống dữ liệu từ bên trong, thu lượm các cảm xúc và cuối cùng tôi cũng đã biết lý do mình tồn tại. Tôi mất 38 năm, còn bạn? Và thông qua hành trình đi tìm chính mình của tác giả Nguyễn Châu Linh, thì Dilys chợt nhận thấy rằng đã đến lúc chúng ta cũng nên nhìn lại hành trình mà chúng ta đi qua, nguồn cội, gốc rễ, quá khứ, hiện tại và những gì đang tồn tại xung quanh mình, môi trường sống, mối quan hệ, những niềm vui, những thăng trầm, thành tích và cả những thất bại. Hãy lắng nghe tiếng nói trong bạn, hãy lắng nghe những người xung quanh, hãy quan sát với tâm trí mở, hãy làm sạch những tạp niệm để tìm thấy đáp án cho câu hỏi tôi là ai các bạn nhé.